chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về mai ghép bạch mai. Thì cây này thì cây mai ghép bạch mai của mình thì được 2 mùa rồi cả nhà. Thì hiện tại là cây của mình nó gần như liền cốt luôn á. Có cây này nó liền cốt, nó liền mắt ghép luôn. Cây của mình thì nó rất là khỏe và nó được vô dây chì rồi. Thì cái gốc của cây của mình á, thì là nó cỡ như ngón tay út của em. Nó cỡ như ngón tay út đây. Thì tính từ miệng chậu đi lên á, thì là nó cao là 3 tấc. Nó cao 3 tấc, cây của mình nó rất là khỏe luôn nha. Nó rất là khỏe luôn. Đây là bạch mai, thì cái cánh của nó là từ 8 đến 12 cánh. Thì cái cây này thì có giá là 100 ngàn một cây. 5 cây là Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà mình luôn nha. Cây của mình thì nó rất là khỏe luôn. Bông của nó thì rất là đẹp luôn. Cả nhà có nhu cầu thì liên hệ với Ngân nha. Tất cả cây của mình thì nó đều được xử lý đế hết luôn. Cây của mình thì nó rất là đẹp. Nó được xử lý đế là dạng thú nè. Nó rất là đẹp luôn. Khi mà mua cây này về thì cả nhà mình có thể lấy bo dùng để ghép luôn. Thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Cả nhà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với Ngân qua số điện thoại ở trên màn hình. Cho Ngân địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận. Ngân sẽ gửi hàng cho cả nhà mình nha. Và cả nhà đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân nha cả nhà.